Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính là những từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua. Và hiện đang có những lo lắng về tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh bị chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Và cũng có những quan ngại rằng đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, các bộ khó mà hoàn thành được dự thảo nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh để trình chính phủ. Tuy nhiên, trong thời điểm được cho là nước sôi lửa bỏng này, thì cũng đã có những tin vui ban đầu đến với cộng đồng doanh nghiệp trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vô lý, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh khí và doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối bán lẻ. Cụ thể, câu chuyện như thế nào sẽ được chúng tôi làm rõ trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, gỡ vướng dần. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong thời gian qua, có những nghị định khiến biết bao doanh nghiệp phải lao đao, thậm chí là phải đóng cửa hoặc không thể hoạt động được nữa vì không thể đáp ứng được những điều kiện kinh doanh được quy định trong nghị định đó. Rồi lại có trường hợp, dù mới chỉ là dự thảo nghị định, nhưng cũng đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp vì những điều kiện kinh doanh vô lý được quy định trong đó. Và nếu dự thảo này được thông qua và ban hành, thì sẽ có vô số những điều kiện kinh doanh vô lý lại mọc ra. Với hai ví dụ này thì chúng tôi đang muốn nói đến Nghị định số 19 năm 2016 về kinh doanh khí và dự thảo nghị định của Bộ Công Thương về phát triển và quản lý ngành phân phối. Mời quý vị đến với tổng hợp sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nghị định 19 can thiệp quá sâu vào hoạt động doanh nghiệp. Nghị định kinh doanh khí và cái chết đắt đỏ. Nghị định 19 và những điều kiện trói chân doanh nghiệp, vân vân. Đó chỉ là số ít những tiêu đề bài báo mà chúng tôi thấy được khi tìm hiểu về Nghị định 19 năm 2016 về kinh doanh khí. Nghị định 19 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh khí ga phải có 100.000 vỏ bình cùng với bồn chứa 300 mét khối. Để đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 19, mỗi doanh nghiệp kinh doanh khí sẽ phải tốn ít nhất 25 tỷ đồng mua vỏ cùng với hàng loạt các chi phí tốn kém khác như chi phí thuê kho, bãi, nhà xưởng để chứa số vỏ bình. Quy định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng, dung tích có khối lượng tối thiểu 3.000 mét khối ga, có số lượng chai ga với tổng dung tích chứa tối thiểu 3,93 triệu lít. Thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 mét khối, có số lượng chai với tổng dung tích chứa tối thiểu 2,62 triệu lít, vân vân. Những quy định này, theo nhiều chuyên gia cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khí, thì đó là những quy định không cần thiết, cản trở, thậm chí là ép chết doanh nghiệp. Các điều kiện kinh doanh trên dẫn đến việc loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới tham gia vào thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp đã có quá trình đầu tư, hoạt động có hiệu quả. Điều này sẽ gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp nói trên. Và các doanh nghiệp này muốn tiếp tục kinh doanh thì phải đáp ứng được các điều kiện trên, tức là bình quân mỗi doanh nghiệp này sẽ buộc phải đầu tư thêm hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào hệ thống bồn chứa, bình ga chỉ với mục đích để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mà không cần thiết phải sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Ấn tượng nhất ở phòng thương mại công nghiệp Việt Nam cái nhóm ở nhà kinh doanh ga ở Hà Giang. Thì cách đây được vừa tuần vừa họ vừa phát biểu, họ vừa mếu máo là năm ngoái tại ngồi tại hội trường này của VCCI chúng tôi có 29 người. Năm nay 9 người đã ra đi, còn có 20 doanh nghiệp ga vì không đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn. Và khi chúng ta nghị định ga sau khi sửa nâng tiêu chuẩn thì bây giờ lại sửa theo đúng ngược lại là giảm tiêu chuẩn. Thế thì những doanh nghiệp họ đã chốt đầu tư tiền, có những doanh nghiệp đầu tư 5 tỷ, 10 tỷ họ bảo thế thì nhắn làm thế là gây thiệt hại cho tôi, không được, phải giữ nguyên cái thị trường. Bây giờ hạ xuống thì các doanh nghiệp ga khác vào cạnh tranh thì tôi chết ạ. Thế như vậy là cái doanh nghiệp bảo không, anh không được hạ, thậm chí cứ phải tăng thêm cái điều kiện về kinh doanh ga. Và như vậy trong cái phát biểu đó thì có những doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn nói rằng điều kiện kinh doanh ga của người ta hiện nay còn quá thấp, phải nâng cao hơn nữa. Chứ vì họ có rồi, họ chót đầu tư rồi. Nghị định số 19 năm 2016 được ban hành với mong muốn đóng góp tích cực đối với thị trường kinh doanh khí, đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng. Nhưng rõ ràng, khi đưa vào thực thi, nó đã gây ra quá nhiều rào cản cho các doanh nghiệp trong ngành. Một ví dụ cụ thể tiếp theo, dù mới chỉ là dự thảo nghị định,
nhưng cũng đã gây ra một làn sóng phản đối. Đó là dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương mới đây. Trong dự thảo có các quy định như siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, và tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ. Mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá, được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đợt giảm giá phải diễn ra trong tối thiểu 30 ngày. Siêu thị tiêu chuẩn phải có diện tích kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2, phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Trong dự thảo nghị định có phải biết là đối với hệ thống siêu thị thì phải mở cửa 100% thời gian như là cả ngày nghỉ lễ. Ở đây của Việt Nam mình thì có cái ngày nghỉ lễ là ngày Tết, là cái mà quan trọng nhất đối với người dân. Chính vì vậy mà ngày nghỉ lễ này thì đối với hệ thống siêu thị của chúng tôi thì cũng phải tùy theo từng địa điểm của siêu thị trên địa bàn để chúng tôi vận hành làm thế nào đấy để cho cái việc kinh doanh của chúng tôi cũng không bị thiệt thòi hoặc là bị lỗ nhiều trong những cái dịp mà nghỉ lễ như thế này. Thứ ba là cái điểm quan trọng nhất, cái quy định của cái dự thảo là đối với các cái chương trình khuyến mại thì cả 6 điểm trong cái quy định này đều bất hợp lý. Trong cái dự thảo chính sách mà được dự kiến là đưa vào cái dự thảo nghị định thời gian tới thì còn có một số quy định khác mà can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn như là quy định cái diện tích tối thiểu thế nào gọi là siêu thị hay nào trung tâm thương mại. Rồi thậm chí là những quy định như là chỉ được phép khuyến mãi 3 lần trong một năm. Và mỗi lần khuyến mãi là tối thiểu là 70% mặt hàng ở trong năm. Cách 2 lần khuyến mãi cách nhau tối thiểu phải 30 ngày. Thì những quy định như vậy thì cũng là một là nó can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp. Có những mặt hàng mà doanh nghiệp có thể đợt này là khuyến mãi, đợt sau thì có thể không khuyến mãi. Và thực ra cái điều chỉnh các quy định về khuyến mãi thì có hệ thống pháp luật riêng. Thì không có lý gì mà lại các hàng hóa trong siêu thị thương mại lại có một cái quy định riêng về quy định về khuyến mãi về điều này, thì chúng tôi cho rằng là cách tiếp cận như vậy là chưa phù hợp. Hai ví dụ nêu trên là những câu chuyện điển hình của việc doanh nghiệp đã, đang và sẽ gặp khó khăn như thế nào với các điều kiện kinh doanh bị cho là thừa, vô lý và can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Quý vị, với hai ví dụ về Nghị định số 19 năm 2016 và dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương mới đây về phát triển và quản lý ngành phân phối mà chúng tôi ghi nhận được ở phóng sự trên, có thể thấy các doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn do các điều kiện kinh doanh thừa, vô lý gây ra như thế nào. Tuy nhiên, rất may là sau những chờ đợi, sau những nỗ lực phản hồi thì chính phủ và các bộ quản lý trực tiếp cũng đã nhìn ra sự bất cập và đã có những tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thông tin mới nhất là sau thời gian lắng nghe ý kiến đánh giá từ các chuyên gia và các doanh nghiệp về bản dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối được cho là can thiệp quá sâu vào hoạt động doanh nghiệp và sẽ làm phát sinh những điều kiện kinh doanh vô lý và bắt bí doanh nghiệp, thì ngay hôm 27 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương đã có quyết định dừng xây dựng dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối. Đó thật sự là một quyết định kịp thời và hợp lòng doanh nghiệp. Bởi vì thực tế hiện nay, cái lĩnh vực quản lý về chợ thì bao gồm hai cái nghị định 02 và 14, tôi đã cập ở trên, 02 thì năm 2023 và 14 2009 thì bộc lộ những vấn đề mà một số vấn đề vẫn còn quyết định còn phù hợp, tuy nhiên cũng rất nhiều vấn đề mà cần phải sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Tôi lấy ví dụ như các điều kiện về kinh doanh trong tại nghị định 2024 là rất nhiều điều kiện kinh doanh là chúng tôi cũng nghiên cứu sửa đổi bổ sung là làm sao cắt bỏ, tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho doanh nghiệp. Trước đó, hôm 15 tháng 6, nghị định số 87 năm 2018 về kinh doanh khí cũng đã được chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Để thay thế Nghị định số 19 năm 2016 đang trói buộc doanh nghiệp kinh doanh khí. Theo đó, những điều kiện kinh doanh trói chân doanh nghiệp như những yêu cầu về quy mô đã được bãi bỏ. Vậy là kể từ mùng 1 tháng 8 năm 2018, những điều kiện kinh doanh kiểu như phải có 100.000 vỏ bình cùng với bồn chứa 300 mét khối,
có tổng số chai dung tích chứa tối thiểu 2,62 triệu lít. Có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 mét khối ga, có số lượng chai ga với tổng dung tích tối thiểu hơn 3,93 triệu lít, v.v. sẽ bị loại bỏ. Rõ ràng, mất hơn 2 năm để Nghị định số 87 năm 2018 về kinh doanh khí được ra đời. Và tuy cũng chỉ mất một thời gian ngắn đưa ra để lấy ý kiến doanh nghiệp và các chuyên gia, thì dự thảo nghị định của Bộ Công Thương cũng đã bị tạm dừng. Nhưng có thể thấy, những bức xúc của doanh nghiệp, tiếng nói của doanh nghiệp và các chuyên gia cũng đã được các bộ ngành và chính phủ lắng nghe. Một cái nguyên nhân tức là người đứng đầu các bộ ngành ấy, đôi khi tôi có cảm nhận người ta không biết cái việc này, cái thông tin không đến họ. Cho nên những trường hợp nào mà đến họ ấy, thì tôi thấy họ đều giải quyết quyết liệt cả. Ví dụ như là cái năm ngoái chúng ta ghi nhận mấy năm tức là cái kiểm tra hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm dệt may ấy. Mấy năm cứ loanh quanh ở các cái bộ cục, cuối cùng xử lý mãi không được. Nhưng đến khi đến tai đến ông bộ trưởng ấy, ông xử lý ngay và bỏ hoàn toàn. Thế là doanh nghiệp phải gánh chịu cái đó trong vòng 6 năm, từ năm 2009 đến năm 2015. Và như thế là mấy năm liền là phải gánh chịu đó. Trong cái đó, khi mà ông bộ trưởng biết cái là giải quyết được ngay. Nó có thể là một tín hiệu rất vui cho các doanh nghiệp trong hai ngành nói trên, và cũng có thể là niềm vui cho các doanh nghiệp khác khi điều kiện kinh doanh đang được rà soát và cắt giảm có lộ trình. Từ việc Nghị định số 87 năm 2018 về kinh doanh khí được ban hành hôm 15 tháng 6 và Bộ Công Thương quyết định dừng xây dựng dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối hôm 27 tháng 6 vừa qua, cho thấy có thể việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn đang trong lộ trình đã định. Chính phủ đã có một cái quyết tâm mới, một cái quyết tâm rất lớn, thậm chí lớn hơn rất nhiều so với những cái nỗ lực và từ trước đến nay chúng ta cải cách về điều kiện kinh doanh. Có nghĩa rằng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo tất cả các bộ ngành rà soát và bãi bỏ một cách căn bản tất cả những cái điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế thì từ kinh nghiệm của tôi theo dõi trong lĩnh vực này thì tôi cho rằng là tất cả những cái điều kiện kinh doanh mà nó hạn chế cạnh tranh, hạn chế gia nhập thị trường, tác động bất lợi đến doanh nghiệp vừa và nhỏ và hạn chế sự sáng tạo, làm gia tăng chi phí hoàn toàn có thể bãi bỏ để góp phần làm tạo cái động lực cũng như là cái cơ hội cũng như là cái gọi là cái khung khổ để cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Thì như rà soát của tôi thì những cái điều kiện như vậy nó có thể đến hàng nghìn các cái điều kiện kinh doanh mà hiện nay đang tạo ra 5 cái rào cản như tôi vừa trình bày, thì những cái điều kiện kinh doanh đó hoàn toàn có thể xem xét để bãi bỏ trong cái đợt rà soát lần này. Và cái điều quan trọng thứ hai là chính phủ cũng thay đổi cái cách làm, đó là không chỉ dựa vào cái sự tích cực chủ động của các bộ ngành, mà ở đây Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đây là một cái sự rà soát song song và mang tính chất đối chứng, có nghĩa là các bộ ngành cũng rà soát và đồng thời giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là hai đơn vị rà soát độc lập về làm cái bằng chứng để đối chứng với cái kết quả rà soát của các bộ ngành. Và sau đó thì nếu như có sự khác nhau thì chính phủ sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Quan trọng là cơ chế kiểm soát như thế nào. Bỏ thì rất khó, bỏ thì tôi cũng đã thấy rồi, nhiều điều kinh doanh thấy là vô lý này, bỏ nhưng mà mất hàng năm, nhưng mà khôi phục lại rất dễ. Cho nên là vấn đề là quan trọng kiểm soát nguồn nước chảy của mình. Là trong quá trình đề xuất xây dựng các cái luật, pháp lệnh hay kể cả các nghị định của chính phủ quy định về các điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như là vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thì Bộ Tư pháp cũng sẽ dưới góc là cơ quan, một là góp ý, hai là thẩm định, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là đưa các cái điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hay những cái thủ tục hành chính không cần thiết trong việc là tham gia thẩm định khi mà thẩm định các dự án dự thảo văn bản hay cũng như trong quá trình góp ý chuẩn bị ý kiến của chính phủ đối với những cái văn bản không do chính phủ trình. Thì đấy là ý đi thứ nhất. Và trong quá trình là kể cả trong quá trình là chính sách thì cũng phải có cái kiểm soát cái việc đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất và tôi cũng nêu. Nội dung thứ hai thì khi mà đến giai đoạn soạn thảo thì căn cứ vào các chính sách đã được chính phủ thông qua, rồi là căn cứ vào các cái quy định của các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên chẳng hạn, ví dụ luật để ban hành nghị định chẳng hạn, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là quy định
các cái quy định về thủ tục hành chính, các cái quy định về điều kiện kinh doanh để làm sao đảm bảo phù hợp và tạo môi trường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đấy là cái thứ hai mà tôi muốn nói. Và cái thứ ba nữa là trong phạm vi thì của các bộ cũng như là của Bộ Tư pháp thì sau khi các cái thủ tục hành chính được ban hành thì cũng đều thực hiện nghiêm cái việc là công bố công khai cái thủ tục hành chính để đảm bảo cho các cơ quan tổ chức cá nhân và công dân tiếp cận và trong việc thực hiện theo các cái quy định của pháp luật. Trong 2 năm vừa rồi chúng ta đã làm được, chính phủ đã làm được rất nhiều việc. Và có thể nói rằng là đang trên cái đà và cái hướng là đúng đắn, hướng là phù hợp. Cho nên chúng ta cần phải thúc đẩy cái hoạt động này. Đấy. Thì có lẽ cái mà cải thiện mà để mà vừa là giải quyết vấn đề trước mắt, vừa có thể cái lâu dài thì chúng ta khung khổ thì chúng ta lấy chuẩn mực quốc tế. Và trong hành động cụ thể thì chúng ta hãy nhìn những vướng mắc nhất nào của doanh nghiệp, những bức xúc nào của doanh nghiệp, chúng ta tháo gỡ nó. Chính phủ đề nghị các bộ, các tỉnh làm sao chúng ta thực hiện để đồng bộ và ở các cấp, đặc biệt là cấp dưới, không để tình trạng ở trên thì quyết liệt thì nóng, ở dưới thì vẫn còn từ từ và coi như chưa phải việc của mình. Và cá biệt có những nơi là còn lạnh như là nhiều doanh nghiệp đã nói. Phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Anh Dũng ở Nam Định có gửi câu hỏi về chương trình và hỏi: nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo cách thức nào? Một luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 16 luật thương mại năm 2005, quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam thì sẽ tiến hành các hoạt động thương nhân nước ngoài theo 3 hình thức như sau. 1. Thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. 2. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và 3. Là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cụ thể như sau, đối với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thì doanh nghiệp nước ngoài nói riêng, hiện diện thương mại theo hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ không được thành lập tổ chức kinh tế. Căn cứ theo luật đầu tư năm 2014, hình thức hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng BCC là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các bên sẽ cùng nhau kinh doanh, góp vốn, phân chia lợi nhuận và chịu rủi ro chung mà không được thành lập một pháp nhân mới. Điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vì không thành lập nên một pháp nhân mới, nên lưu ý các bên khi ký kết hợp đồng BCC cần phải thỏa thuận chặt chẽ về việc quản lý dự án, lựa chọn con dấu, quyền đại diện tham gia ký kết hợp đồng và để tránh những cái tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh. Thứ hai, đó là hình thức thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tùy từng cái ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam sẽ quy định việc nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hay là thành lập doanh nghiệp liên doanh với các pháp nhân và cá nhân ở trong nước. Hình thức thứ ba là hình thức thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sự khác nhau giữa hai cái hình thức văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam đó là văn phòng đại diện thì sẽ chỉ được thực hiện các cái hoạt động để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 72/2006. Còn đối với chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì họ sẽ được thực hiện các cái hoạt động sinh lợi trực tiếp, ví dụ như là ký kết các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Về cái việc thành lập văn phòng đại diện hay là chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì khi có đầy đủ các cái quy định
của pháp luật thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp cái giấy phép hoạt động cho văn phòng đại diện và chi nhánh nước ngoài. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vtv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.